Hậu có bất ngờ khi hôm nay cầu thủ Indo ngã ra ăn vạ đằng sau Hậu không? Xin chào mọi người, như vậy là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Indonesia ở lượt về bán kết AFF Cup 2022. Điều đó giúp cho đội tuyển Việt Nam có mặt trong trận chung kết AFF Cup lần này, và chúng ta với Park Hang-seo đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giúp cho đội tuyển Việt Nam có mặt ở hai kỳ AFF Cup với trận chung kết, và chúng ta mong rằng là kịch bản của năm 2018 sẽ lập lại với chức vô địch danh hiệu đội tuyển Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của đội tuyển Việt Nam sau khi chúng ta ăn mừng với chiến thắng trước đội tuyển Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã ra ăn mừng cùng với các người hâm mộ. Các cầu thủ Việt Nam đang thực sự vừa vô cùng phấn khích và hưng phấn sau khi họ đã giành một chiến thắng 2-0 cho Indonesia, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết sau 4 năm. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh rất đẹp của Lee Sin Tae-yong khi mà ông dù đã thất bại, tuy nhiên ông vẫn ra bắt tay các cổ động viên, các cầu thủ Việt Nam và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Đây là một trong những hình ảnh đẹp. Chúng ta không nhìn thấy Park Hang-seo xuất hiện bắt tay với Shin Tae-yong. Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong vẫn đang bắt tay và chúc mừng các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam và thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở phía trước mặt mình thì thủ môn Đặng Văn Lâm và thủ môn Nadeo thì đang nói chuyện lại với nhau. Cả hai thủ môn cũng là những thủ môn tốt nhất của AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm đã xuất sắc hơn. Ở phía bên kia chiến tuyến thì trợ lý Lee Jang-jin cũng đang tạm biệt và chia buồn với các cầu thủ Indonesia. Một hành động rất là đẹp và thân thiện của trợ lý Lee Jang-jin, những người Hàn Quốc đang đem đến dấu ấn của AFF Cup năm 2022, khi chúng ta thấy rằng các trợ lý, các huấn luyện viên Hàn Quốc đang dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, Indonesia hay Malaysia có mặt ở vòng bán kết này. Shin Tae-yong thì đã quay trở về cabin và chúng ta không nhìn thấy một hình ảnh rằng ông Shin Tae-yong bắt tay ông Park Hang-seo. Lý do không bắt tay cũng đơn giản thôi, huấn luyện Park Hang-seo đang cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang đi đến khán đài B để cảm ơn người hâm mộ. Ngày hôm nay thì mặc dù sân vận động quốc gia Mỹ Đình không thật sự quá đẹp về mặt cỏ, tuy nhiên khán đài lại ghi điểm khi có tới 3/4 sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã lấp được khán giả đến sân vận động. Điều đó cho thấy rằng người hâm mộ Việt Nam vẫn đang ủng hộ đội tuyển quốc gia Việt Nam, vẫn đang đồng hành với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong một hành trình mà chúng ta đang hướng đến việc giành một chức vô địch AFF Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Trước đó thì chúng ta đã từng vô địch năm 1998, năm 2018 và có thể sẽ là năm 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trở thành người đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự chung kết ở hai kỳ AFF Cup. Và bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang ăn mừng một cách rất quen thuộc, hướng đến khán đài của các cổ động viên cung trà của chúng ta. Nguyễn Park Hang-seo đang là người dẫn đầu và ông đang kêu gọi các cầu thủ là xếp hàng vào, đưa hai cánh tay lên và hòa cho nhịp của các của người hâm mộ.
this world. It's time for a new chapter to begin. Together, we can build better. AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Mitsubishi Electric. Ta đang thấy là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam này đang rất là hồ hởi và bước ra rồi đây. Họ đang rất là vui khi mà họ đã có một cái chiến thắng. Chúng ta thấy các trợ lý của đội tuyển Việt Nam đã bước ra rồi đây. Đó, đây là các trợ lý đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ cũng đang đầy sự ủng hộ. Tuấn Hải đang phải chườm đá, đang đi tập tễnh. Thanh Bình, Nguyên Mạnh. Trung, Văn Toản, Tiến Dũng. Oh, Văn Toản thì vừa đang dọn phạt nữ. Chúng ta không biết phạt này phạt nào đây là gì. Anh Văn Quyết. Duy ơi. Ơi, trả lời không? Vào đây. Rồi. Ra kia. Hậu có bất ngờ khi hôm nay cầu thủ Ino ngã ra lăn vạ đằng sau hậu không? Chân của em có ổn không? Ok, cảm ơn rất là ok. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nhân vật cuối cùng. Park Hang Seo và Tiến Linh thì vẫn bây giờ là không có. Bây giờ phải đi một cái xe riêng này. Park Hang Seo đã ưu tiên để trả lời phỏng vấn thêm.
với cả một phóng viên Hàn Quốc. Chơi gần luôn rồi, thích chưa mà anh đâu. Đây có thể xem là một cái đặc cách của Park Hang-seo. 네, 알겠습니다. 아직 그 뭐 대회가 끝나지 않았지만 이번에 이제 베트남 감독직을 마무리하시는데 혹시 그 소감은 어떠신지 한번 듣고 싶습니다. 네, 뭐 제가 5년 동안 베트남에서 재직하면서 우리 정부, 베트남 정부, 축구협회 또 우리 베트남 국민들의 축구 사랑에 지금과 굉장히 힘들었어. 그리고 이거 뭐 이 목표를 달성하실 분 있으면 저 혼자 있는 것 같으면 되진 않고 우리 정말 우리 훌륭한 선수들하고 우리 같이 열심히 아프리카 대회를 뛸 때 스태프들하고 같이 노력한 결과에 결과를 보고 있고 어쨌든 5년 동안 뭐 Đi. Ủa, anh đang cố lên. Chờ là cố bắt rồi. Em ơi anh. Alo. Em đây ạ. Thấy 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 thấy. Thấy thấy thấy. Đi. Quay đi. Anh đang quay thầy đi. Anh em quay thầy đi. Anh em đang nắn lại để có thể quay ở bên Park Hang-seo. Đây là cuối cùng của video ngày hôm nay rồi. Park Hang-seo. Park Hang-seo. Không chưa? Ừ, anh bảo vậy. Hôm nay nó còn nữa. Hôm nay nó còn đang bị cảnh trạng của Hiếu Mộc. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Một trợ lý nữa. Đóng cửa, đóng cửa. Ok.